Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel không kích Lebanon, gần 500 người thiệt mạng. Ít nhất 492 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương trong đợt không kích đẫm máu mà Israel nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Ngày 23 tháng 9, Israel đã mở đợt không kích dữ dội vào khoảng 1.300 mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 492 người thiệt mạng, 1.645 người bị thương, đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho hay. Đây được đánh giá là trận không kích đẫm máu nhất của Israel vào Lebanon kể từ năm 2006 và theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari, chiến dịch này vẫn chưa kết thúc. Ông Hagari nói rằng lực lượng Israel không loại trừ khả năng mở một chiến dịch trên bộ ở Lebanon và quân đội Israel đã sẵn sàng và sẽ làm mọi thứ cần thiết để đưa tất cả công dân Israel trở về biên giới phía Bắc an toàn. Trước đó, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã kêu gọi người dân Lebanon tránh xa nguy hiểm, trong khi Israel nhắm vào các vị trí của Hezbollah, đồng thời khẳng định Israel không gây chiến tranh với họ mà là với nhóm Hezbollah. Trong diễn biến liên quan, cánh vũ trang của lực lượng Hamas, lữ đoàn Qua Sầm cho biết, chỉ huy chiến trường của họ ở miền nam Lebanon, ông Hussein Mahmoud Adnander đã thiệt mạng trong cuộc không kích này của Israel tại Lebanon. Trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại biểu Quốc hội Lebanon bà Bahia Hariri cho biết, người dân Lebanon đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng sau khi nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn bị phá hủy và các tòa nhà dân cư bị nhắm mục tiêu trên khắp Lebanon. Theo bà, điều này đã gây tổn hại đến nền kinh tế và đe dọa trật tự xã hội của Lebanon, đặc biệt là khi một số quốc gia đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi Lebanon. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đang liên lạc với các quan chức Lebanon và Israel suốt ngày đêm trong bối cảnh Israel không kích Lebanon, theo đài Al Jazeera. Người phát ngôn này cho biết, Mỹ không muốn chứng kiến tình hình leo thang hơn nữa trong khu vực từ bất kỳ bên nào và nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ các đồng minh và đối tác của mình trong khu vực. Còn hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington không nghĩ rằng hành động leo thang của Israel nhằm buộc Hezbollah phải giảm căng thẳng sẽ mang lại kết quả mong muốn là giảm leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, nước này quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Lebanon, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hết sức kiềm chế. Saudi Arabia kêu gọi cộng đồng quốc tế và các bên khác thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình để chấm dứt mọi xung đột trong khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của Lebanon. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một thông cáo rằng tình hình tiếp tục leo thang chủ yếu là do không có biện pháp răn đe nào đối với các hành động của Israel. Bầu trời Lebanon rực lửa, Israel mở đợt không kích ồ ạt vào Hezbollah. Trong một cuộc tấn công đầy quyết liệt, quân đội Israel đã phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, huy động hàng chục tiêm kích chiến đấu dội xuống hàng trăm vị trí chiến lược. Ngày hôm nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo rằng toàn bộ phi đội không quân đã được điều động, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và khốc liệt trên bầu trời Lebanon. IDF tiết lộ rằng cuộc không kích diễn ra sau khi nhận được thông tin đáng ngờ về kế hoạch tấn công bằng rocket của Hezbollah và Israel. Chỉ trong khoảng 1 giờ, từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, Israel đã bắn mục tiêu tới 150 vị trí và sau đó con số này đã tăng lên 300. Tuy nhiên, họ không công bố chi tiết về thiệt hại và thương vong. Theo truyền thống Lebanon, hơn 80 cuộc không kích đã diễn ra chỉ trong vòng 30 phút, tập trung vào miền Nam và miền Đông nước này. Hậu quả đau thương đã xảy ra với ít nhất một dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Đồng thời, Liên minh Kháng chiến Hồi giáo Iraq, IRI, cũng thông báo đã phóng nhiều máy bay không người lái vào căn cứ của Trung đoàn Bộ binh số 1 Golani thuộc quân đội Israel. IDF đã nhanh chóng phát hiện và đánh chặn thành công một UAV bay qua không phận Syria, may mắn là không có thương vong nào tại Israel. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari đã cảnh báo người dân Lebanon sống gần biên giới Israel, yêu cầu họ tránh xa những khu vực mà Hezbollah có thể cất giấu vũ khí bởi cuộc chiến đang trở nên ngày càng khốc liệt. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã diễn ra liên tục kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu là các tay súng ở Lebanon và một số binh sĩ Israel. Hàng chục nghìn người dân cũng đã phải rời bỏ nhà cửa giữa những trận mưa đạn. Tình hình trở nên nóng hơn khi Hezbollah chịu tổn thất lớn từ hai vụ nổ thiết bị liên lạc tuần qua, làm ít nhất 39 người chết và hơn 3.000 người khác bị thương.
Hezbollah và Iran đã cáo buộc Israel đứng sau những vụ việc này, nhưng Tel Aviv không xác nhận cũng như không phủ nhận. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố rằng Tel Aviv không muốn leo thang thành một cuộc chiến tranh tổng lực với Hezbollah, nhưng khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng nếu bị khiêu khích. Tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi cũng đã cảnh báo rằng họ đã sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Sự bất ổn này hứa hẹn sẽ tiếp tục làm dậy sóng khu vực trong thời gian tới. Hezbollah tuyên bố bắt đầu cuộc chiến không giới hạn với Israel. Hezbollah vừa tuyên bố khởi động một cuộc chiến không giới hạn với Israel sau một loạt tấn công quy mô lớn khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong một thông điệp đầy quyết tâm, Phó Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem đã chỉ trích Israel về những tội ác chiến tranh đau thương mà họ gây ra. Ông nhấn mạnh rằng cuộc không kích vào Beirut và các cuộc tấn công vào các phương tiện liên lạc chỉ là khởi đầu cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Chúng tôi đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng Israel sẽ phải trả giá, Qassem tuyên bố, khẳng định rằng nhóm vũ trang Lebanon sẽ không ngừng hỗ trợ người Palestine cho đến khi chiến sự tại dải Gaza kết thúc. Ông cảnh báo rằng việc Hezbollah phóng hơn 100 quả đạn vào lãnh thổ Israel chỉ mới mở đầu cho một chương trình mới trong cuộc chiến. Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố rằng mặc dù Tel Aviv không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn lực với Hezbollah, nhưng sẽ không ngần ngại phản công nếu xung đột leo thang. Cùng lúc đó, tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi tiết lộ rằng quân đội đang chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn xung đột lan rộng, trong khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh rằng leo thang xung đột không phải là lợi ích tốt nhất cho Israel và tin rằng vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang diễn ra hàng ngày sau khi xung đột tại Gaza bùng nổ từ tháng 10 năm 2023 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu là các tay súng ở Lebanon và hàng chục binh sĩ Israel. Cuộc chiến cũng đã đẩy hàng chục nghìn người dân ở cả hai bên biên giới rời bỏ nhà cửa. Sự căng thẳng gia tăng đột ngột khi Hezbollah phải hứng chịu những vụ nổ thiết bị liên lạc nghiêm trọng, làm chết ít nhất 39 người và hơn 3.000 người bị thương. Trong khi Hezbollah và Iran cáo buộc Israel là thủ phạm, Tel Aviv vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc, làm cho tình hình ngày càng thêm phức tạp và kịch tính. Thông báo khẩn, công dân Việt Nam cần rời khỏi Lebanon. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, ngày 23 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lebanon rời khỏi Lebanon khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong thông báo khẩn, Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân trong nước dự định đến Lebanon cần dừng, hủy chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Đối với công dân đang sinh sống và làm việc tại Lebanon, Đại sứ quán nhấn mạnh trong trường hợp bất khả kháng không thể rời khỏi Lebanon, bà con cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Lebanon, Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần biên giới với Syria. Đại sứ quán đề nghị bà con cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn hơn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men để phòng tình huống xấu. Đại sứ quán tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc chặt chẽ với bà con để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán cũng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân từ Lebanon. Trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị bà con liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon thông qua đường dây nóng cộng 20 102 613 9869, Phân phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon cộng 961 70 229 300 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân cộng 84 981 84 84 84. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.